Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến trường tiểu học Kim Đồng, quận Bình Tân. Hôm nay cô rất vui chào đón các em đến với phân môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 tuần 26 bài 52. Trước khi vào bài mới ngày hôm nay, cô và các em cùng ôn lại một số kiến thức cũ nhé. Bây giờ cô có câu hỏi như sau. Các bạn nêu một số điểm giống và khác nhau giữa tôm và cua. Điểm giống và khác nhau giữa tôm và cua là tôm, cua có hình dạng, kích thước khác nhau, nhưng chúng giống nhau đều không có xương sống. Cơ thể của chúng được bao phủ bằng một lớp vỏ cứng, có nhiều chân và chân phân thành các đốt. Các bạn cùng quan sát, theo dõi lên màn hình, cô có câu hỏi sau nhé. Bây giờ các bạn hãy cho cô biết tôm và cua có ích lợi như thế nào đối với đời sống của con người. Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ và trả lời câu hỏi. A. Tôm, cua là những thức ăn chứa nhiều chất đạm cần cho cơ thể con người. Đến với tiết học ngày hôm nay của chúng ta, cô sẽ giới thiệu cho các em về các bộ phận của cá, đồng thời chúng ta sẽ tìm hiểu về sự phong phú đa dạng của cá và lợi ích của chúng đối với đời sống của con người như thế nào. Thì cô cùng các em đi tới bài 52 cá. Bây giờ cô mời các em cùng cô đi đến hoạt động đầu tiên. Hoạt động 1. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các bộ phận bên ngoài của cơ thể cá. Bây giờ các em hãy cùng theo dõi lên màn hình cho cô. Cô có một số bức tranh về một số loài cá. Bây giờ nhiệm vụ của các em, chúng ta hãy cho cô biết trên các bức tranh trên có những loài cá nào? À, chúng ta sẽ thấy đó chính là cá vàng này, cá chép, cá rô phi, cá quả hay một số nơi người ta còn gọi là cá lóc đấy, cá chim, cá ngừ, cá đuối và cá mập. Bây giờ nhiệm vụ của các em, chúng ta hãy quan sát tranh và cho biết các bộ phận bên ngoài của cơ thể cá nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thật quan sát thật kỹ bức tranh và cho cô biết các bộ phận bên ngoài của cá nhé. Vậy các bộ phận thường có của cá là gì? Cô có bức tranh sau. À, chúng ta quan sát bề ngoài của cá thì chúng ta sẽ thấy được là cá gồm các bộ phận là có vây này, có đuôi, cá có mình và đầu đấy các em ạ. Vậy, các bộ phận thường có của cá sẽ là đầu, mình, đuôi và vây đúng không nào? Vậy, cô có câu hỏi sau. Theo các bạn, cá thở bằng gì? À, bằng kiến thức của chúng ta có thể biết không? À, cá thì thở bằng mang. Khi cá thở mang và miệng cử động để luồn nước vào và đẩy nước ra đúng nào? Vậy cô có một câu hỏi nữa, các bạn hãy trả lời cho cô nhé. Theo các bạn, khi ăn cá em thấy có gì? À, chúng ta sẽ thấy xương cá đúng không nào? Vậy cá là một động vật có xương sống đúng không? Cô có kết luận sau. Cá là động vật có xương sống, sống dưới nước, thở bằng mang. Cơ thể chúng thường có vảy và có vây. Các em hãy lưu ý và nhớ cho cô nhé. Bây giờ, cô cùng các em sẽ cùng đi tìm hiểu hoạt động tiếp theo. Hoạt động 2. Sự phong phú đa dạng của loài cá. Bây giờ, cô mời các em hãy quan sát lên màn hình cho cô. Chúng ta thấy có rất nhiều loài cá đúng không nào? Vậy các em hãy cùng suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau cho cô nhé. 1. Nêu nhận xét gì về màu sắc, hình dáng, độ lớn của các loài cá? Câu hỏi 2. Loài cá nào có vảy, loài cá nào không có vảy? Câu hỏi 3. Loài nào sống ở vùng nước ngọt, loài nào sống ở vùng nước mặn?
Bây giờ chúng ta cùng cô đi đến câu hỏi đầu tiên nhé. Các em quan sát bức tranh và chúng ta nhận xét gì về màu sắc, hình dáng, độ lớn của các loài cá đây? À, chúng ta quan sát và sẽ thấy đúng không nào? Là cá có màu sắc, hình dáng rất phong phú, cấu tạo cơ thể của mỗi loài cá cũng rất khác nhau đúng không nào? Chúng ta quan sát trên màn hình và thấy có hai con cá thì màu sắc rất là khác nhau đúng không nào? Và cũng rất là phong phú. Có các con cá sau nữa, ví dụ như là gì đây? À, cá vàng này, cá chép này, cá lóc này. Đấy, chúng ta thấy có rất nhiều màu sắc đúng không nào? Và hình dáng kích thước của chúng cũng rất là khác nhau. Hay là cá mập, cá ngừ, cá voi, cá heo đúng không nào? Chúng ta cùng đi đến câu hỏi tiếp theo nhé. Vậy, theo các bạn, trong 8 loài cá, loài nào có vảy, loài nào không có vảy? À, chúng ta có các loài cá như sau. Cá vàng, cá chép, cá rô phi, cá quả, cá chim, cá ngừ, cá đuối, cá mập. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và trả lời cho cô nhé. Vậy, loài cá có vảy là những loài cá nào đây? Đó chính là cá chép, cá quả, cá rô phi, cá chim, cá vàng và cá mập đấy. Còn loài cá không có vảy là có cá đuối và cá ngừ đấy. Câu 3. Loài cá nào sống ở nước mặn? Loài cá nào sống ở nước ngọt? Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ nhé. À, cá sống nước ngọt thì chúng ta có thấy cá vàng, cá chép, cá rô phi, cá quả đúng không nào? Còn cá sống ở nước mặn thì có cá ngừ, cá chim, cá đuối, cá mập. Vậy các em hãy cùng quan sát lên màn hình, cô có một số loài cá sống nước ngọt nữa đấy. Đó chính là có cá trôi này, cá nheo, cá bống, cá trắm. Ngoài các loài sống nước ngọt ra, cô cũng có thêm một số loài sống ở nước mặn đấy. Đó chính là cá heo, cá voi xanh, cá ngựa, cá kìm. Từ những tìm hiểu trên, cô có kết luận sau. Cá có rất nhiều loài khác nhau. Mỗi loài có những đặc điểm màu sắc, hình dáng khác nhau tạo nên thế giới cá phong phú và đa dạng. Các em có thấy phong phú và đa dạng không nào? À, cô và các em đã cùng đi tìm hiểu hoạt động 1, hoạt động 2 về cấu tạo của loài cá cũng như là sự phong phú và đa dạng của cá rồi đấy. Bây giờ, cô mời các em sang tiếp hoạt động tiếp theo. Ích lợi của loài cá như thế nào đối với đời sống của con người chúng ta nhé? Hoạt động 3. Ích lợi của cá. Chúng ta hãy cùng quan sát lên màn hình và cho cô biết ích lợi của cá đối với đời sống con người nhé. À, chúng ta quan sát và sẽ thấy một số món ăn chế biến từ cá đúng không nào? Có món cá nướng này, món lẩu cá, món cá kho, món cá rán. Vậy, cá có lợi ích đó chính là làm thức ăn cho con người đó. Ngoài lợi ích chính đó ra thì cá còn có một số lợi ích nữa đó chính là ngoài là thức ăn chính cho con người thì cá còn làm cảnh, làm thuốc, làm nước mắm đấy. Vậy, bây giờ để biết hoạt động đánh bắt cá như thế nào, cô mời các em cùng cô qua. Các hoạt động đánh bắt cá như là câu cá, kéo vó, úp nơm, kéo lưới. Vậy qua bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cần ghi nhớ cho cô. Cá là động vật có xương sống, sống dưới nước, thở bằng mang. Cơ thể chúng thường có vảy, có vây. Phần lớn các loài cá được sử dụng làm thức ăn. Các em hãy ghi nhớ nhé. Qua bài học ngày hôm nay, các em hãy cần lưu ý cho cô. Ghi nhớ nội dung chính của bài cá trong sách giáo khoa trang 101.
Các em hãy chuẩn bị bài tiếp theo là bài chim, sách giáo khoa trang 102 nhé. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo.